Duttiyampi sangkhang saranang khacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý y tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang khacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý y Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammang saranang khacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangkhang saranang khacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý y Tăng lần thứ ba. Tỳ saranagahanam paripunnang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante dạ xin vâng. Vanati bata veramani sikha badang sama yami. Con xin vâng dự điều học là quý trên xa sự sát sanh. Adinada veramani sikha badang sama yami. Con xin vâng dự điều học là quý trên xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara veramani sikha badang sama yami. Con xin vâng dự điều học là quý trên xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha badang sama yami. Con xin vâng dự điều học là có ý đến xa sự nói dối. Sura meyamachapamadathana veramani sikha badang sama yami. Con xin vâng dự điều học là có ý đến xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kamesumichachara viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura meraya machapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất sạch. Imani bancha sikha badane sathukang katava apamadene chakam sammar khitapang. Chỉ thiện cho nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch với vân giới hành theo cho nên trọn đời nhẫn nên dễ vui. Amaphante dạ xin vâng. Sīlena sukatanjanti, sīlena phokasamara, sīlena nipotanjanti, tasma sīlena visuddhaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nghiệp niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật chư được trong sạch. Đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rùm con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn,
diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và dạ, sau phần lễ bái tám bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Dạ thay mặt đại chúng trong room, con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Đức Từ Bi Hoan Hỷ ôn lại bài kinh pháp cú số 100. Dạ con kính cung thỉnh đại đức ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangkhaya. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 184. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadan tipputha Nahi pappachito paru pakhati Samano ho tipparang Quy hệ tha danh tô. Chư Phật thường giảng dạy: nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng: khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đau giữa đời, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti putta Nahi pappachito paro prakhati Samano ho tipparang vihe thayanto. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti putta Nahi pappachito paro pakhati Samano ho tipparang vihe thayanto. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti putta Nahi pappachito paro pakhati Samano ho tipparang vihe thayanto. Con xin kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 184. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti buddha Nahi pappachito parupakhati Samano hoti parang vihe thayanto. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti buddha Nahi pappachito parupakhati Samano hoti parang vihe thayanto. Khăn ti paramang tappo titikha Nippanang paramang vadanti buddha Nahi pappachito parupakhati Samano hoti parang vihe thayanto. Chư Phật thường giảng dạy: nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khăn ti paramang tappo titikha
Nibbanang paramang vadanti buddha nahi bambacito parupakati samano hoti parang vihe thayanto. Nhớ xưa chư Phật lời giảng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đau giữa đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Minh Phương. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ giáo pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 184. Khanti Paramang Tabo Ti Tiếp ca Niếp ba năng phá ra măng quá đàn tí bút tha ná hí bát phá chí tô bá rù bá gà tì sa ma nô hồ tí phá rằng quý hề thá giang tô khan tì phá ra măng tá bồ tí tít ca Nipanang paramang quá đàn tí bút ta Nahi bát bá chí tô bá rù bá gà tì Samano hồ tí bá răng về Quý hề thá giang tô Kham tí bá măng tá bồ tí tít ca Nipanang paramang quá đàn tí bút ta Nahi bát bá chí tô bá rù bá gà tì Samano hồ tí bá răng quý hề thá giang tô. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đau giữa đời. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Và mến mời. Dạ, con kính đảnh lễ Bác Tâm Bảo, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú 184 ạ. Dạ, dạ con xin được phép đọc bài ạ. Khanti paramang tabo titika nibbanang paramang vadanti buddha nahipa pacito pacito parupakhati mano ho ti parang vi he tha yan to. Dạ, con xin được đọc lại ạ. Kham ti paramang tapo titika nibbanang paramang vadan ti buddha nahi papacito parupakhati samano ho ti parang vihe thayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đao giữa đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con xin được ạ.
Khanti paramang tapo titikka nipanang parang vadanti buddha nahi papacito parupakati samanohoti parangwehe thayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đao giữa đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai kính mong quý sư và đạo tràng hoan hỷ cho con ạ. Đã con xin xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Sa Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đà, Đại Đức Tịnh Đức cùng Chư Tôn Đức Thân. Kính lễ cô tu nữ Tịnh Duyên, cô tu nữ Người Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể Phật Kinh Pháp Cú 184. Khang ti ba ra mang ta bo ti tin kha ni pa nang ba ra nang wa dang ti bun tha na hi pa ba chi to pa ro pa ga ti sa ma no ho ti ba rang vi he kha yang ko. Khang ti ba ra mang ta bo ti tin kha nipa nang ba ra mang wa dang ti ta na hi pa pa chi to ba ru pa ga ti sa ma no ho ti ba rang vi he kha yang to. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bao, niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đao giữa đời. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã cảm ơn Nguyên Quái Khanh An đã bớt bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho cô tư nữ Tại Duyên ạ. Dạ, yeah, sa thú cảm ơn chị Trần Trạo. Nam mô Bụt Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thường tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý Phật tử. Dạ, yeah, bây giờ Tùy Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 184. Dạ, yeah, cảm ơn Huynh Quách Thanh An. Kanti paramang tapo titikka nipanang paramang vadanti putta nahi pacito patro bhagati samano hoti parang vihe thayanto. Kanti paramang tapo titikka nipanang paramang vadanti putta nahi pacito patro bhagati samano hoti parang vihe thayanto. Khanti paramang tapo titikka nipanang paramang vadanti buddha nahi papacito parupagati samano hoti barang vihe thayanto. Khanti paramang tapo titikha nipanang paramang vadanti buddha nahi papacito parupagati samano hoti barang vihe thayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh thượng, niết bàn quả tối thượng,
xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Phổ Thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu: nhớ xưa Phật, nhớ xưa chư Phật, lời vàng khổ hạnh nhẫn nại, niết bàn tối cao. Xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đau giữa đời. Phổ Thơ Hòa Thượng Như Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Sistina. Dạ, kính mời Sít ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Thầy. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 184. Khanti Paramang Tapo Titika Nibbanang Paramang Vandati Buddha Nahi Pappacitto Parupakkhati Samano Hoti Parang Vihetayanto. Chư Phật thường giảng dạy những khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khanti para mang tam bu thinh thi ka nim pa nang para mang wan da ti pun ta na hi pa pa chi tu pa ru pa ka ti sa ma no ho ti pa rang vi he tha yan tu Khanti para mang ta bu thi thinh ka ni pa nang para mang wan da ti Buddha nahi papacito paru pakati samano hoti parang vihetayanto. Nhớ xưa chư Phật lời vàng khổ hạnh nhẫn nại, niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng đến trượng đau giữa đời của Hòa Thượng Giới Thích. Và con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy tì nà. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khá Giá. Kính đại lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 184. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Khanti paramang tapo titika nibbanang paramang vadanti putta nahi papacito purupakati samano hoti parang vihetayanto. Khanti paramang tapo titika Nibbanang paramang vadanti putta nahi papacito parupakati samano hoti parang vihetayanto. Khanti paramang tapo titika nibbanang paramang vadanti putta nahi papacito Pacito parupakati samano hoti parang vihetayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Bản dịch của ngài Minh Châu: nhớ xưa chư Phật lời vàng khổ hạnh nhẫn nại, niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đao giữa đời. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thà Dạ. Dạ, con xin được số mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Như Pháp tiếp theo. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Tha Ná. Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng.
và đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Cho Như Pháp xin một tín hiệu ạ. Con thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 184. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông và cảm ơn Vinh Vát Tha Ná đã cho bài học. Khanh tì bà ra măng tà bơ tì tịt khá nếp bà năng bà ra măng quá đàn tì buộc tha. Na hi bát ba chi tờ ba râu ba khà tì sa ma nơ hồ tì ba răng quy hệ tha dành tờ. Chư Phật thường giảng dạy, nhận khổ hạnh tối thường, niết bàn quả tối thường, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kề ạ. Khanh tỷ ba ra măng tà bơ ti ti kha ni ba năng ba qua đanh ti buột tha. Na hi ba chi tơ ba ru ba kha ti sa ma na ho ti ba răng vi hay tha danh tơ. Khanh tỷ ba ra măng tà bơ ti ti kha ni ba năng ba ra măng qua đan ti buột tha. Na hê ba chi tơ ba ru ba kha ti sa ma na ho ti ba răng vi hay tha danh tơ. Thở xưa, nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tuổi cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượt đau giữa đời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì Như Pháp kính mời bàn tay. Dạ. À, còn nếu không thì Như Pháp tri ân đạo tràng và thỉnh pháp sư ạ. Dạ. Dạ, sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp xin thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong bài pháp của kinh số 184. Như Pháp kính tu nữ Tuệ Duyên, cô Sản Đông, Minh Quách Thanh Á, cô Trần Đạo. Thi Na, cô Minh Phương, Pháp, cô Pháp Nguồn Lào Cai và tất cả anh chị em đã hoan hỷ đưa bàn tay xinh đẹp mình lên đây ôn bài. Và bây giờ thì cũng vừa lúc học bài mới, câu pháp của kinh số 185. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật là Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lọc giả ngày dời chân sang.
thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh dự pháp từ A, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nén hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a, tôi cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ ngữ vận nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 185. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ chư đại tăng, thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng mến chào toàn thể các quý vị đang tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh và hình ảnh tốt ạ. Ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 185, phẩm Puthawaka, phẩm Phật Đà. Và bây giờ tất cả quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sang khang namami. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 150 185, phẩm thứ 9, phẩm Bụt Tha Quốc Giá, phẩm Phật Đà. Câu kệ ngôn pháp cú số 185 có nội dung như sau. Anubhavado anubhakhato batimokkhe vacca sangvaro matanyuta ca bhastasamin bantan ca sayanasanang adicitte ca ayokho ê tăng bút tha na sa sa năng. Anu ba wa do anu ba kha to ba ti mau khe cha sang wa ro mát tan nhu ta cha pha ta sa minh ban tan cha sa ya na sa năng. Adi chit te cha ayo kho ê tăng bút tha na sa sa năng. Không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sằng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Không phỉ báng phá hoại,
hậu trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nam mô Bụt Thầy giá, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Trên Đá Chánh Thân. Sự không phỉ báng, sự không giết hại, sự thu thúc trong giới bổn Patimokkha, sự biết đủ về vật thực, sự nằm ngồi được cô tịch, và sự gắn bó vào tâm định, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần sơ lược ngữ vận của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 185. Nhà cảm ơn bác Quách Thà Ná đã đưa bài. Anubhavado anubhakhato patimokkhe cha sangvaro mattanyutta cha phatasamin pantan cha sayana sanang atichitte cha ayogo etang putana sasanang. Câu đầu tiên đó là anubhavado anubhakhato. Anubhavado, ở đây chúng ta có cái từ đó là anubhavado, thì chúng ta có cái từ là ná cộng với lại upavado. Ná có nghĩa là không, upavado có nghĩa là lời nói phỉ báng, lời nói phỉ báng. Ná cộng với upavado. Từ thứ hai, anupakhato, anupakhato thì cũng tương tự như cái từ vừa rồi là chữ ná cộng với lại upakhato, upakhato, ná cộng với upakhato. Ná có nghĩa là không, và upakhata, upakhato có nghĩa là cái việc mà gây tổn hại hay là cái việc giết hại. Việc gây tổn hại hay là việc giết hại. Chúng ta đi câu kế tiếp. Patimokkhe cha sangvaro, patimokkhe cha sangvaro. Patimokkhe, patimokkhe, patimokkha, chúng ta hiểu đó là giới bổn. Giới bổn, giới patimokkha, cũng có một cái từ thông dụng pati đề mục so, thì cái đó là cái phiên âm. Chúng ta sử dụng luôn cái từ patimokkha để tại vì cái từ này tuy là từ Pali nhưng mà rất là thường xuyên và sử dụng rất là phổ biến ở trong Phật giáo. Giới bổn patimokkha. Chá có nghĩa là và. Sangvaro, sangvaro là sự thu thúc. Sangvaro là sự thu thúc. Câu kế tiếp, mattanyuta cha phatasamin. Mattanyuta cha phatasamin. Mattanyuta, mattanyuta, chúng ta có cái từ là mettang cộng với lại nyuta. Mettang nyuta. Ở trong phần Pali thì có rất là nhiều trường hợp từ ghép mà với cái ý nghĩa khác nhau. Ở đây là một cái
từ ghép mắt tăng cộng với lại nhũ ta. Mắt tăng á, là cái kích cỡ, nhũ ta đó là cái sự biết rõ, biết rõ về cái pháp tăng, pháp tát samin là vật thực. Thì chúng ta nói rằng là mắt tăng nhũ ta đây là sự biết đủ, biết đủ hay là độ lượng đó. Metta nhutta là sự biết đủ hay là sự độ lượng, độ cái lượng nhiều hay ít, biết rõ cái điểm nào điểm là vừa đủ, cái điểm nào là nên dừng, không có quá độ. Chá có nghĩa là và. Phattasamin, phattasamin, cái từ gốc đó là từ phatta, phatta là thức ăn hay vật thực. Do là chia theo cái định sở cách cho nên chúng ta có từ asamin. Trên cái từ này đó thì chúng ta đọc có nhiều hai cách đọc. Chúng ta đọc là phattasamin cũng được, nhưng mà đọc rõ chữ s thì là phattasamin thì vẫn được. Phattasamin, phattasamin hoặc là phattasamin thì cái nào cũng được. Đối với những vị mà chúng ta mới làm quen với đại cách đọc Pali thì gặp những trường hợp này cũng khó, cho nên chúng ta hãy lưu ý phattasamin hoặc là phattasamin hay là vật thực. Câu kế tiếp, ban tăng chá sayana sanang, ban tăng chá sayana sanang. Ban tăng chá được tách ra là ban tăng cộng với ban tăng cộng với chá. Ban tăng á là cái nơi thanh vắng, nơi thanh vắng. Chá có nghĩa là và. Sayana sanang, sayana sanang ở đây chúng ta cũng gặp một cái từ ghép tiếp tục. Sayana cộng với asana, asanang. Sayana cộng asana, chúng ta có hai từ cho nên ghép lại thành sayana sanang. Sayana là sự nằm, asana cái là sự ngồi, nằm và ngồi, nằm và ngồi nơi thanh vắng. Câu kế tiếp đó là Atichitte cha ayogo, Atichitte, Atichitte. Chúng ta có cái từ là á thí cộng tiếp đầu ngữ cộng với lại chít tá là tâm. Thì bản dịch của Ngài Minh Châu thì Ngài dịch là tăng thượng tâm, bởi vì á thí nó là bên trên, bên trên thượng đó, chữ trong chữ thượng đó. Chít tá là tâm. Còn bản Việt ngữ của Ngài Chánh Thân thì cái từ là tâm định. Tâm định. Atichitte tăng thượng tâm hoặc là tâm định. Chá có nghĩa là và. Ayogo, 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 ayogo có nghĩa là sự gắn bó, sự gắn bó. Gắn bó. Ê tăng bút tha na sa sa năng, câu cuối cùng ê tăng bút tha na sa sa năng, câu này thì chúng ta đã gặp hai cái bài trước rồi.
Ê tăng là điều này. Buddhana là chư Phật. Số nhiều. Sa sanh năng là lời giáo huấn, lời dạy. Sa sanh năng, Buddhana sa sanh năng, lời dạy của chư Phật. Ê tăng bút ta nó xa xa năng. Vậy như vậy thì chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 185. Một lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú số 185. Anubhavado anubhakhato Bhadimokhe cha sangvaro Mattanyu cha patasamin Bantan cha sayana sanang Adi chitte cha ayokho etang buddhana sasanang. Không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức, sống đời vô hại vô vi, sống đời ẩn dật hộ trì giới căn, sống đời tiết độ uống ăn, sống đời tỉnh niệm Phật hằng nguyện ngợi khen. Nam mô Buddhaya. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 185 này. Và kính thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 185 cũng như là câu pháp cú số 183 và 184 có cùng một cái duyên sự được liên quan đến một cái câu hỏi, một cái suy nghĩ của Ngài trưởng lão Ananda, thị giả của Đức Phật. Và ba câu kệ ngôn này chúng ta thấy câu một số 183, 184 và 185 đều có một cái câu kết thúc, đó là tăng Buddhana sa sanang. 185. Đó là lời dạy của chư Phật, không chỉ là Đức Phật hiện tại, Phật Gotama, mà còn những cái vị Phật ở trong quá khứ đều có cái sự giảng dạy giống như vậy, và được xem là tôn chỉ, kim chỉ nam của lời dạy của Đức Phật. Đức Phật Ngài giảng dạy trong Tam Tạng Kinh Điển dùng nhiều cách, nhiều phương thức, nhiều đối tượng, nhiều cách tiếp cận, nhiều ví dụ, cũng chỉ nói lên những cái ý nghĩa được tóm tắt ở trong cái ba câu kệ ngôn này, nhất là câu kệ ngôn số 183 mà chúng ta đã học. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một lần nữa về cái duyên sự này. Đức Phật Ngài nói lên nhóm ba câu kệ ngôn này khi Ngài ngự tại Cetavana, đề cập đến một cái lời tắc bạch về cái dòng suy nghĩ của mình, của Ngài trưởng lão Ananda. Thì Ngài trưởng lão Ananda đó có một lần khởi lên cái suy nghĩ rằng chư Phật nói về nhiều cái chủ đề, nhiều cái đề tài khác nhau, nhưng mà còn về Ngài Ubosatha thì nói như thế nào? Thì khi mà khởi lên cái suy nghĩ và trình lên Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài cũng giải thích cho trưởng lão Ananda nghe về cái sự khác biệt giữa cái cách và cái thời gian tổ chức lễ Ubosatha. Để rõ hơn, lễ Ubosatha thì chúng ta biết rằng
Ubosatha, hay chúng ta gọi cái thường cái từ mà hay quen thuộc đó là ngày lễ Bồ Tát. Hoặc là một cái từ nữa Phật tử chúng ta dễ hình dung hơn và thường nghe nói đến là cái ngày sám hối. Cái ngày sám hối. Và cái ngày sám hối này đó, cái ngày Ubosatha này trong cái thời Phật quá khứ, tùy theo cái thời gian thọ mạng của chúng sanh và tùy theo cái mức độ tinh tấn, mức độ hành trì của chúng sanh trong những cái thời kỳ khác nhau, cho nên cái ngày tổ chức lễ Ubosatha, lễ Bồ Tát hay là lễ sám hối có cái khoảng cách thể nhau với cái thời của ngày Đức Phật Vipassi á, thì cái khoảng thời gian ngày đến cái lễ Bồ Tát tiếp đó là 7 năm. À, 7 năm. 7 năm mới tổ chức một lần. Rồi các vị Phật khác thì 6 năm, có vị thì là 1 năm, có vị thì 6 tháng. Và trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gautama thì là nửa tháng một lần. Nửa tháng một lần. Và cái sinh hoạt, cái lịch sinh hoạt từ thời Đức Phật Gautama trải qua hơn 2560 mấy năm, thì cho đến bây giờ trong hàng tứ chúng, trong hàng tăng chúng vẫn gìn giữ cái lịch sinh hoạt đó. Thì tại sao phải gìn giữ lịch sinh hoạt đó thì một lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề này. Rồi sau cái lời mà giải thích cho trưởng lão Ananda nghe về cái sự khác nhau giữa các thời gian của các chư Phật trong quá khứ và ngay trong hiện tại, thì Đức Phật Ngài đã nói lên ba câu kệ ngôn 183, 184, 185 xem như là lời giáo huấn mà chư Phật trong quá khứ đều nói lên một cách giống nhau. Tuy rằng thời gian tổ chức khác nhau nhưng mà cái nội dung lời dạy của các ngài thì đều có cái ý nghĩa giống nhau. Đó là một điều rất là nhấn mạnh. Không phải thời Phật bây giờ, hiện tại, mà là tất cả các cái lời dạy của chư Phật trong quá khứ. Tại vì các ngài đều có cái sự giác ngộ giống nhau, hành đạo giống nhau, chứng đắc đạo quả giống nhau, cho nên cái lời dạy của các ngài đều có một cái ý nghĩa giống nhau, để làm sao hướng dẫn, làm sao để cho cái người thực hành có được cái định hướng và đạt được cái kết quả giống nhau, đó là loại bỏ tất cả các cái phiền não để đạt đến cái sự hạnh phúc, đạt đến cái sự an lạc tối thượng. Về phần Ubosatha đó, thì đôi khi chúng ta tham dự cũng như là chúng ta nghe nói một cách sơ sài cũng như là theo thói quen. Trong chư Tăng đó, thì ngày Ubosatha được biết đến là ngày giới, ngày tỏ cái sự thanh tịnh với nhau, sám hối những lỗi lầm trong cái thời gian qua, cũng như là nghe, đọc, ôn lại những cái giới mà Đức Phật Ngài đã chế định. Hiện tại thì có là 227 giới cho chư tỳ kheo. Và chư Phật tử thì thường đó, các vị biết đến hai cái ngày giới, hai cái ngày Bồ Tát đó, là với cái nghĩa là sám hối. Các vị đến tập trung đến chùa, đến tu viện, đến thiền viện để mà nghe thuyết pháp. Trước đó thì xin tam quy ngũ giới, các vị nào có khả năng tinh tấn thì xin được bát quan trai giới giữ trọn vẹn trong cái ngày đó và nghe thuyết pháp. Ở Việt Nam mình thì một số nơi có tổ chức cái lễ Ubosatha, ngày sám hối rất là hay. Và đặc biệt thì Tịnh Đạt có nhận thấy rằng ở bên các cái xứ đạo như là Miến Điền, Thái Lan, Tích Lan đó,
thì cái ngày Uposatha rất là quan trọng đối cả chư tăng và đối với cả người Phật tử. Quan trọng về ý nghĩa cũng như là quan trọng về cái cách tổ chức, làm sao để đạt được những cái kết quả nhất có thể. Giống như là cái ngày hôm đó đó là cái ngày mà riêng cái người Phật tử họ sẽ đến chùa rất là sớm, từ khoảng 4 giờ sáng là họ đã bắt đầu đi đến chùa rồi. Đi đến chùa họ mang theo thức ăn, họ mang theo hoa quả, rồi họ mang theo kinh sách đến để mà cúng dường, để mà nghe kinh, để mà đọc kinh, để mà hành thiền. Và ở những cái xứ đạo như vậy đó, chư tăng tổ chức là xuyên suốt cả một ngày luôn, chứ không phải như là một buổi chỉ có mấy tiếng đồng hồ như là đa phần các cái chùa ở Việt Nam mình. Tức là từ buổi sáng 4-5 giờ họ Phật tử họ đến chùa quét dọn, dọn lá cây, rồi lau chùi Phật cảnh, rồi cúng hương hoa, cúng dường ăn điểm tâm sáng, vân vân. Rồi họ tham dự các cái sinh hoạt, giống như là đi nhiễu Phật, rồi nghe kinh, hành thiền cho đến liên tục cho đến buổi chiều tối tầm khoảng 6 giờ, thì lúc đó đó thì mà họ mới trở về nhà. Thì ở xứ đạo là họ là như vậy. Họ tận dụng tất cả các cái khoảng thời gian ở trong ngày đó để mà ở chùa. Có những cái lý do, có những cái lý do mà chúng ta thấy rằng cái ngày Bồ Tát, cái ngày sám hối đó, lý do tại sao mà người Phật tử cần phải ở chùa trong ngày đó. Cái lý do thứ nhất đó, đó là cả một cái nửa tháng một lần thì chúng ta ít có cái cơ hội, ít có cái điều kiện để mà đi đến chùa, để mà đảnh lễ Tam Bảo, để mà cúng dường, để như cũng như là nghe Pháp. Cái lý do thứ hai đó là cái tâm của người Phật tử sống ở ngoài xã hội đó thì rất là dễ lao chao, rất là dễ bị cái phóng túng, rất là dễ bị dễ vui, và rất khó để mà gìn giữ trong sạch các cái giới mà mình thọ trì, ngũ giới và đặc biệt là bát quan trai giới. Thì cái cơ hội mà ở trong chùa từ sáng cho đến chiều tối đó là cái cơ hội hết sức là thuận lợi để cho một cái người muốn được phát triển, gìn giữ, thu thúc mình nhiều hơn từ năm giới, thu thúc phát triển lên tám giới, thì chỉ có cái điều kiện môi trường ở trong chùa chúng ta mới gìn giữ một cách trọn vẹn, một cách trọn vẹn. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì ở chùa thì chúng ta không có cái cơ hội nào mà chúng ta để mà chúng ta phạm những cái giới đó. Tức là chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều cái rủi ro mà chúng ta phạm cái giới. Và đặc biệt là giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 là không có ăn cái phi thời, không có nghe đờn ca múa hát, không có trang điểm dồi phấn, rồi không có đeo trang sức, rồi không có, giới thứ 8 đó là không có nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chỉ có điều kiện ở trong chùa đó, suốt ngày ở trong chùa đó thì chúng ta sẽ có cái khả năng để mà gìn giữ tám cái điều học này, tám cái giới học này một cách trong sạch nhất. Bởi vì khi mà gia đình chúng ta có nhiều cái phận sự, có nhiều công việc, và trong cái ngày giới đó chúng ta mặc dù là chúng ta có cái tác ý để mà tu tập, nhưng mà nếu mà ở gia đình thì phải nói là rất là khó khăn. Chúng ta bận biểu nhiều quá, bận biểu có công việc nhà, bận biểu với những người trong gia đình, thì phải nói rằng cái thời gian rất là ít để mà quay lại chính mình. Cái ngày Uposatha là cái ngày mà chính cả chư tăng, chính cả người Phật tử, là cái ngày phải nói rằng nhìn lại
chính mình, và cũng là cái ngày không đơn thuần là một cái ngày để mà tập trung, mà cái ngày giới, cái ngày Ubosatha, ngày Bồ Tát, ngày sám hối đó, là nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình, xem trong cái nửa tháng vừa qua đó, mình có cái dễ vui gì, mình có cái tiến bộ gì, rồi mình có những cái hạn chế gì. Thì trong cái ngày đó là cái ngày mà có thể mình phát triển, mình khắc phục, mình trau dồi thêm qua những cái thời pháp, qua những cái lời sắp tấn. Thì nói chung là cái ngày Ubosatha, bởi vì cái ngày này đó nó có một cái sự kiện như thế này. Ngày trong thời kỳ Phật giáo đầu tiên thì không có cái lễ Ubosatha, mà cái truyền thống Ubosatha thì nó không phải riêng về Phật giáo, mà các cái đạo giáo khác trong thời kỳ Đức Phật vẫn có. Đơn thuần chỉ là cái ngày ngồi lại với nhau để mà sách tấn nhắc nhở, cũng như là ôn đọc lại những cái điều giới, những cái điều răn. Nhưng mà Phật giáo thời kỳ đầu thì không có. Cho đến khi có cái lời tắc bạch đến Đức Phật, có nên tổ chức những cái ngày Ubosatha hay không, thì Đức Phật ngài mới cho phép. Và cái thời gian đầu thì khi mà ngồi lại với nhau đó, chư tăng ngồi lại với nhau thì được chưa có cho phép làm cái gì. Các ngài chỉ ngồi lại yên lặng hành thiền, không có làm cái gì hết, không có thuyết pháp, cũng không có đọc giới bổn. Thì cái người Phật tử họ đến chùa thì họ lấy làm mất mát. Họ dành cả cái một ngày vào chùa nhưng mà họ không có học hiểu được cái gì hết. Thì lúc đó thì Đức Phật ngài mới cho phép thêm là cái ngày đó thì chư tăng nên có những cái lời sắp tấn, những cái lời thuyết pháp, giảng đạo cho cái người Phật tử ở đến chùa. Thì cái truyền thống đó vẫn được gìn giữ và phát triển cho đến ngày hôm nay. Một cái truyền thống hết sức là tốt đẹp. Và một cái điều nữa, cái điều này thì nó không có nằm trong cái phần giải thích của Ubosatha, nhưng nó có một cái ý nghĩa ngầm, mà một ý nghĩa sách tấn khuyến khích trong cái ngày Ubosatha. Bởi vì tâm lực của chúng sanh đó, như ban đầu Tịnh Đạt có nói đó, là trong các cái thời kỳ trước Phật, trong quá khứ đó, tâm lực của chúng sanh, cái khả năng thực hành của giáo pháp đó, của chúng nó, cái tâm lực rất là mạnh. Cho nên có những cái thời kỳ khoảng cách cái thời gian từ cái ngày Ubosatha này cho đến kỳ kế tiếp là 7 năm, có thời kỳ thì 6 năm, ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà trong cái thời kỳ này thì quý vị thấy rằng tâm, chính bản thân mình, tâm của mình nó không có đủ sức để mà nó duy trì suốt cái khoảng thời gian 1 năm, 2 năm, mà cao lắm là 1-2 tuần thôi. Bởi vì khi mà mình giữ giới, 5 giới hoặc là 8 giới, hoặc là các vị xuất gia thì là 227 giới đó, thì trong vòng khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng đó, mình bắt đầu có dấu hiệu dễ vui, chển mãn trong cái việc học pháp, cái việc mà gìn giữ cho giới được thanh tịnh. Và rất là cần một cái ngày Ubosatha mỗi kỳ, mỗi nửa tháng. Bởi vì khi mà tâm nó bắt đầu, chúng ta đã bị trùng xuống đó, có chiều hướng dễ vui, có chiều hướng không còn tinh tấn nữa đó, thì đến cái ngày giới là cái ngày giống như là cái ngày làm mới lại, cái ngày nạp năng lượng vào, cho chúng ta đủ sức, đủ tinh tấn, đủ kiên cố để mà tiếp tục 2 tuần kế tiếp. Rồi 2 tuần kế tiếp thì bắt đầu tâm chúng ta đã yếu xuống, thì bắt đầu lại tham dự cái lễ Ubosatha, ngày sám hối, để tâm của mình nó mạnh lên. Nó mạnh lên để làm gì? Mạnh lên để mà gìn giữ cho được trong sạch các cái giới, hạnh, kiên tránh những cái điều ác, cái điều xấu. Và mạnh lên để mà, nếu mà chúng ta đã có căn bản rồi, mạnh lên
để mà cố gắng tinh tấn phát triển hơn về mặt thực hành. Đó. Thì đó là một ý nghĩa hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì cái việc làm nào chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta sẽ rất là trân trọng, rất là quý. Ở chùa Tứ Phương Tăng, ở chùa Tịnh Đạt đang ở, thì quý vị rằng một cái điều mà rất là quan hỷ kể cho quý vị nghe, cái ngày Ubosatha đó ở chùa đó, mỗi kỳ nửa tháng thì chư tăng đều tổ chức để mà tụng giới. Có những cái thời kỳ Covid không có tập trung được á, thì chư tăng vẫn tập trung trong nội bộ, chỉ riêng cái người Phật tử thì không được đến chùa thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu mở cửa trở lại rồi, thì tổ chức sinh hoạt trở lại. Một cái điều mà rất là hoan hỷ đó là chư tăng ở trong chùa luôn luôn lúc nào cũng đủ cái số lượng là từ 4 vị trở lên. Có khi 4 vị tỳ kheo trở lên, có khi được 5 vị, 6 vị, 7 vị. Có khi thì thỉnh thêm ở các cái chùa lân cận thì được 10 vị, 12 vị. Và luôn luôn lúc nào cũng tổ chức tụng giới bổn 227 giới, có khi thì tóm tắt, có khi thì đầy đủ. Và tụng thuộc lòng, nhà tụng thuộc lòng. Và hầu như là không có bỏ kỳ nào, chỉ có những cái lúc mà không có đủ số lượng chư tăng là chỉ có 2 vị, 3 vị tỳ kheo. Có những lúc Covid nó đang khó khăn đó thì không có thể tâm được, thì lúc đó mới dừng lại thôi. Chứ ngoài ra thì đều giữ đều đặn các cái ngày Ubosatha, và đặc biệt là đều tụng ôn lại giới bổn Patimokkha. Cái điều này để nói thêm tại sao là cái điều hoan hỷ. Bởi vì đó, quý vị nhớ đó, Đức Phật Ngài đã từng nói đó là giới luật là nền tảng của giáo pháp. Giới luật còn thì giáo pháp còn, mà giới luật mất thì giáo pháp mất. Cái điều này là cái mà chúng ta phải tin chắc là như vậy. Phải tin chắc là như vậy. Cho nên cái ngày mà chư tăng ngồi lại với nhau để mà ôn lại các cái giới luật bằng tiếng Pali và bằng cả tiếng Việt thì là một cái sức mạnh hòa hợp tăng, và cũng là một cái bàn tay để mà giữ gìn lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là giới mà Đức Phật Ngài đã chế định. Nếu như là chư tăng, nếu như là tất cả các nơi đều bỏ cái sinh hoạt này, thử hỏi quý vị đó, tất cả các nơi đều bỏ cái sinh hoạt, không có đọc tụng các cái giới bổn, không có sách tấn lẫn nhau, không có cái sự thanh tịnh lẫn nhau đó, thì phải nói rằng trong một cái thời gian ngắn thôi thì bắt đầu có những cái sinh hoạt riêng tư, và có những cái điều đó là không có nhớ hết, không có biết hết các cái điều cấm hay là cái điều không nên làm mà Đức Phật Ngài đã chế định. Thì từ đó mà có những cái việc làm cũng như là có những cái điều đó là phạm mà không biết. Phạm mà không biết. Thì phạm mà không biết thì cũng không biết để mà sửa chữa. Phạm lỗi, biết mình phạm lỗi thì có khả năng, có cơ hội để mà khắc phục. Còn phạm mà không biết thì không bao giờ có cái cơ hội để mà sám hối hay là khắc phục. Thì đó là những cái ý nghĩa hết sức là quan trọng của ngày Ubosatha. Một cái điều nữa đó, ở trong cái tầm quan trọng của ngày Ubosatha là cái ngày hòa hợp. Nói lên cái việc mà hòa hợp. Tại vì trong luật đó, Ubosatha được tổ chức trong tăng chúng đó, các vị tỳ kheo ngồi lại với nhau trong cùng một cái sima, một cái ranh giới, không có ngồi rải rác, và trong một cái khu vực chư tăng không được hành lễ Ubosatha, mà chỉ hành lễ Ubosatha một chỗ mà thôi. Cái điều này nói lên đó là sức mạnh của tăng đoàn, sức mạnh của chư tăng, và cái tinh thần hòa hợp, cái tinh thần hòa hợp. Tại vì nếu như
không có cái sức mạnh này, không có cái tinh thần hòa hợp này thì chắc chắn rằng cái nội bộ nó sẽ bị lũng đoạn. Và nội bộ lũng đoạn không còn cái sức mạnh đó thì coi như là từ từ thì sẽ bị tan rã. Cho nên cái những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng nó là cái lệ, chúng ta hay nói là thuyết pháp lệ hay là sám hối lệ nửa tháng mỗi lần đó, mỗi lần nửa tháng đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái ngày đó là ngày đi chùa, chúng ta chỉ nghe pháp, đến cúng dường nghe pháp. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ biết thêm nên là cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng của ngày Upasatha hết sức là đặc biệt. Tuy là một lần nhỏ, một lần ít, nhưng mà nếu mà bỏ đó thì chắc chắn rằng sẽ bị tan rã trong tương lai. Sẽ bị tan rã. Chỉ có cái việc mà giữ gìn cái sinh hoạt Upasatha ngày giới. Và cái ngày này á là cái cơ hội để mà cho chư tăng giảng dạy cũng như là giải thích thêm sách tấn cho người cư sĩ họ đến để mà tầm đạo. Nếu như không có hai cái kỳ Bồ Tát ngày rằm, ngày 30 trong mỗi tháng, cư sĩ không biết là nghe pháp trong cái lúc nào. Trong cái buổi lễ trai tăng hay là trong cái buổi lễ các vị thỉnh chư tăng về nhà 5-10 phút để sách tấn thì nó không có đủ. Nó không có đủ cái thời gian để mà chúng ta thấm. Chỉ có những cái buổi lễ Upasatha, lễ thuyết pháp, lễ hàng tháng, hàng nửa tháng mỗi kỳ đó là cái cơ hội rất là tốt, rất là thuận tiện để mà chúng ta học hỏi thêm. Bởi vậy cho nên á, cái ngày Upasatha, cái ngày sám hối đó không thể nào mà bỏ được. Không thể nào mà bỏ được. Thứ nhất là ở trong cái phần mà phận sự của chư tăng là bắt buộc phải làm. Cái phần thứ hai là mang một cái ý nghĩa gìn giữ giáo pháp rất là lớn. Cho nên qua đây tình đàn cũng rất là mong kêu gọi các quý vị đó là chúng ta hãy tranh thủ sắp xếp cái thời gian ở, đi đến chùa nào mà gần cái chốn xứ của mình đó, chùa nào cũng được, không phải là chỉ cần chùa Phật giáo là được. Chứ bây giờ chúng ta cũng không nên để mà tìm cái chùa nào hay là cái nơi nào mà nó quá xa, nó khó khăn. Kể cả các cái truyền thống khác cũng được, mà chúng ta cần phải đi sắp xếp một buổi hay là tốt nhất là một ngày chúng ta đến để mà cảm nhận cái không khí của những người xuất gia, những người tu tập, kể cả những người cư sĩ, họ đến đó với cái tâm đó là tu tập, cái tâm hướng thiện. Thì khi mà chúng ta hòa vào cái hội chúng đó thì tâm của chúng ta cũng hướng thiện. Và lần lần đó, dần dần đó thì chúng ta sẽ có được cái động lực, cái tâm lực, nuôi lớn tâm lực của chúng ta nó mạnh mẽ hơn. Chúng ta đừng có bỏ qua những cái cơ hội đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay không đi thì hôm khác đi. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cái sinh hoạt đó. Mỗi kỳ nửa tháng đến một buổi cũng được, hay là tốt nhất là một ngày, và bất cứ cái truyền thống nào cũng được. Hãy đến chùa. Khi mà chúng ta bước chân vào chùa đó, cái hội chúng an tịnh thì chúng ta cũng an tịnh. Chúng ta bỏ bớt tham sân si, những cái phiền lo, những cái mưu toan ở bên ngoài, bớt được lúc nào hay lúc đó. Bớt được lúc nào hay lúc đó. Và từ đó đó, chúng ta sẽ có cái khuynh hướng, đổi khuynh hướng dần dần. Cái khuynh hướng về thiện, cái khuynh hướng về sống đạo đức, cái khuynh hướng về nuôi dạy con cái cho nó được tốt đẹp đó. Cái khuynh hướng nó sẽ đổi dần dần. Và nếu mà chúng ta đánh mất cái cơ hội đó thì nói chung là để mà thay đổi mình hay là thay đổi những người xung quanh đó, thì nó lại là một cái bài toán rất là khó. Và một cái điều nữa đó, trong cái ngày Upasatha quý vị biết đó,
cái điều này thì về mặt tâm lý đó, tức là mình đang là ông, là người ông, đang là người bà, hoặc là đang là những người phụ huynh. Cái ngày Uposatha đó đó, nếu mà thuận tiện cái ngày mà cuối tuần đó, thì chúng ta dẫn con em theo. Dẫn con em theo thì cái điều thứ nhất đó, là chúng ta tập cho những người xung quanh mình cũng biết đi chùa, cũng biết đi chùa. Cái điều thứ hai đó là khi mình đến chùa đó, thì sẽ học được những cái điều hay lẽ phải, sống đạo đức. Và cái cách làm này á, Tịnh Đạt gọi là cái cách làm chúng ta đang truyền bá Phật Pháp. Chúng ta đang tiếp độ quyến thuộc. Chúng ta đang tiếp độ quyến thuộc đó, thưa quý vị. Bản thân mình không đủ sức, không đủ khả năng để mà giảng dạy, để mà thuyết phục, thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho những người khác có cái điều kiện để mà nghe được giáo pháp. Thì Tịnh Đạt gọi là chúng ta đang làm một cái công việc là tiếp độ quyến thuộc và truyền bá giáo pháp. Chứ cái người xuất gia như là các vị sư trong chùa thì đâu có cái thời gian cũng như đâu có cái điều kiện mà đến nhà các quý vị đến để mà thuyết pháp cho dòng họ, bà con, quyến thuộc. Mà có đi đến đi nữa thì cái tâm lý của những cái người mà chưa sẵn sàng, họ không có nghe. Chỉ có cái việc mà kéo họ đi vào chùa thì lúc đó tâm của họ sẽ sẵn sàng để nghe, để học. Cái việc làm này là một cái việc làm ý nghĩa nữa trong cái ngày Uposatha. Nhưng mà trước mắt là chúng ta hãy nghĩ đến bản thân mình. Đừng có mong chờ đó là chúng ta nghe một cái thời pháp, chúng ta đọc một bài kinh thì đã đủ cho chúng ta làm cái hành trang trong tương lai. Nó chưa có đủ đâu. Bởi vì cái nghiệp hay là cái phiền não của mình đó, nó còn dày lắm, nó còn nặng lắm. Cho nên chúng ta phải tận những cái cơ hội nào có được để mà khắc phục, để mà giảm bớt đó. Sắp xếp một tháng hai kỳ, Tịnh Đạt nghĩ rằng cũng không quá là khó, tùy theo cái tâm lực của mình thôi. Như Tịnh Đạt nói đó, thì nếu mà ngay ngày đi làm, ngay cái ngày bận rộn thì chúng ta phải đi đến một buổi, một lúc ghé đến chùa thắp cái hương, rồi lễ Phật, cúng dường, rồi chúng ta về. Còn mà ngay cái ngày nghỉ làm hay cái ngày mà chúng ta có thời gian thì ở lại một buổi, ở lại một ngày, thì dần dần chúng ta sẽ thấy rằng cái kết quả nó rất là lớn. Tuy là việc làm nhỏ nhưng mà kết quả rất là lớn. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về câu kệ ngôn pháp cú số 185 trong nhóm 3 câu kệ ngôn pháp cú số 183, 184 và 185. Thì đây là những cái lời dạy Đức Phật Ngài nói với Ngài Ananda rằng tuy rằng không có giống nhau về cái thời gian, cái khoảng cách thời gian tổ chức, nhưng tất cả những lời dạy của chư Phật quá khứ, của Đức Phật hiện tại đều có cái nội dung giống nhau là hướng dẫn cho chúng sanh bỏ ác làm lành và hướng tâm thanh tịnh, làm sao để mà đạt đến những cái lợi ích, những cái thánh thiện. Trong câu kệ ngôn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài khuyên rất là nhiều. Ngài khuyên rất là nhiều về cái đời sống của mình. Ngài khuyên đó là không phỉ báng, không phá hoại, rồi giữ gìn giới ba tỷ mốc khá, vân vân, ăn uống có tiết độ. Thì cái những cái điều này đó là Đức Ngài khuyên cho chúng ta có được cái đời sống tốt đẹp hơn, sức khỏe hơn. Nhưng mà đặc biệt Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh trong cái câu này đó là Tịnh Đạt muốn nói về cái tầm quan trọng cũng như là cái ý nghĩa to lớn của cái ngày sám hối, thuyết pháp lệ, hay là chúng ta gọi là ngày Bồ Tát Uposatha. Để chi khi mà chúng ta hiểu, chúng ta có cái động lực tốt hơn. Chứ nói rằng cái ngày sám hối, nghe pháp chúng ta đi đến chùa, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không hiểu,
không biết hôm nay không đi được thì hôm sau lần hẹn này hẹn nọ, đôi khi 2-3 tháng trời chúng ta cũng không đi đến để mà nghe pháp, cũng không đi đến để mà làm công quả hay là cúng dường, thì nói rằng chúng ta lại từ từ chúng ta lại tách xa ngôi Tam Bảo, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta từ từ tách xa với giáo pháp, và cái tâm lực của mình nó không được làm mới nung nấu hàng tháng hàng tuần như vậy, thì phải nói rằng là cái điều kiện mất, là chúng ta đánh mất cái điều kiện để mà nuôi dưỡng cái tâm lực của mình. Thì một lần nữa tình đạo muốn nhấn mạnh đó là tầm quan trọng của ngày pháp lệ, cái ngày pháp sám hối lệ đó nó rất là ý nghĩa, kể cả người xuất gia cũng như là người tại gia. Thì nhắn gửi qua câu kệ ngôn pháp cú số 185 này xin được kết thúc tại đây. Xin kính chúc sức khỏe chư tăng và toàn thể quý vị luôn được sự an vui tăng hóa. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ mời cô, mời cô Minh Phương hả? Mời vị nào, cảm ơn các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài ngọc học hôm nay để chúng ta hiểu rõ, để cố gắng học cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tòa Minh Hạnh chúc phúc cho trong chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến thường tòa Minh Hạnh. Bhavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappabuddha nipavena sada sate bhavantu te. Bhavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappanhamma nipavena sada sate bhavantu te. Bhavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappasangha nipavena sada sate bhavantu te. Chư hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng có sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả cố tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tòa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa wan tu vu chi ta sot thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sappa na pu ta sukhi ta wan tu te cha na bu ya ye pi cha an da sam ba wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha cha bút ga lăng khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi đa ya cha âm hê ran tu sắp thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô bút thêm sa ma thẩm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư
đại đức tăng, kính quý Phật tử đã quân pháp, quý Phật tử mai vào lúc nào, lúc học pháp tạm.